Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Và hôm nay mình đang có trên tay đây chiếc kính thực tế ảo giá rẻ VR Box. Và phiên đây là phiên bản 2.0. Hôm nay thì mình sẽ có bài mở hộp và trên tay nhanh cái kính thực tế ảo này. Thật ra thì hộp mình đã mở rồi. Bây giờ thì mình chỉ muốn nói qua về phía bên trong nó sẽ có những cái gì thôi. Thật ra cách đóng hộp thì nó thì rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ có ở đây những cái khăn để chúng ta có thể lau thấu kính này. Và ngoài ra chúng ta còn có một tập sách hướng dẫn sử dụng. Cái sách hướng dẫn sử dụng này thì được viết cả bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Nó rất là dễ hiểu nếu như là bạn một người chỉ biết mỗi tiếng Việt thôi. Đó, bên trong chỉ có vậy. Và bây giờ thì mình sẽ trên tay nhanh để xem cái phiên bản 2 này thì là nó khác gì phiên bản 1. Cái khác mà nhìn thấy dễ dàng nhất của phiên bản 2 này đó chính là về mặt thiết kế. Thiết kế của chiếc VR Box 2.0 này thì nó đẹp hơn khá là nhiều so với cả bản 1. Nhìn nó thế nào, nhìn nó thanh thoát hơn, nhìn nó không bị kiểu bị tù túng quá như cái VR Box 1 ấy. Và có một điểm cộng nữa là các bạn còn nhớ bản thứ nhất ấy thì chúng ta sẽ phải tháo một cái miếng này ra thì mới để lộ camera của chiếc điện thoại của chúng ta được. Nhưng mà lần này chúng ta chỉ cần trượt nhẹ sang rất là xong, rất là tiện lợi, và chúng ta không phải quan tâm là cái miếng đấy có bị rơi mất hay không, chúng ta chỉ cần gạt sang thôi, thế là xong, ok. Ngoài ra thì máy vẫn giữ nguyên được những cái điểm cộng ở bản 1, đó là chúng ta sẽ có những cái khe như thế này. Những khe này cho phép chúng ta cắm tai nghe, cắm sạc hay là thưởng thức loa thì nó sẽ thoát ra khỏi những cái lỗ này như này để đảm bảo cho cái trải nghiệm người dùng của chúng ta khi sử dụng kính. Chất liệu của kính thì vẫn được làm từ nhựa thôi chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Ở phía trên này chúng ta sẽ có hai cái để chỉnh phần thấu kính ở bên trong. Chúng ta có thể chỉnh kính đặt những vị trí khác nhau tùy vào cấu tạo mắt của mỗi người. Đấy, ví dụ như một số người mà mắt xa kiểu từ Hà Nội đến Cà Mau ấy thì có thể chỉnh nó ra xa này được, hoặc là gần vào thì cũng có thể chỉnh này được. Ngoài ra thì nó cũng có thể chỉnh ra xa này vào gần này để dành cho những vấn đề về mắt, ví dụ như mình bị cận thị, cái này thì không thể đeo kính được. Nhất là cái loại kính mà to như kính của mình hiện đang đeo bây giờ ấy thì là đeo cái này vào nó sẽ bị gãy. Nhưng mà thật ra cái việc đeo kính thì nó không cần, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh một cách bình thường được. Ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có một cái miếng đệm sẽ rất là êm để chúng ta có thể đeo vào, và nó sẽ đảm bảo là chúng ta sẽ không sẽ đem lại cái cảm giác cấn cấn khi mà sử dụng. Dây đeo thì cũng được làm từ dây co giãn để có thể phù hợp với mọi cái kích thước đầu khác nhau. Đầu mình rất là to, đeo cái này và vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Đến cái phần để chúng ta kẹp chiếc điện thoại vào chúng ta thì nó thiết kế vẫn có vẻ vẫn như vậy. Chúng ta sẽ có một cái kẹp ở đây, chúng ta có thể điều chỉnh được cái kích thước của nó khác nhau. Cái điểm trừ duy nhất của cái kẹp này đó chính là với những cái thiết bị mà có phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng được đặt ở các cạnh ấy, thì nó sẽ chạm vào và có thể ảnh hưởng đến chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng. Và để có thể sử dụng mà gọi là hợp lý nhất ấy, thì các bạn cứ dùng mấy cái máy mà có phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn phía sau giống kiểu LG V10 hay là LG G4 ấy, là ok nhất. Và đó là những cái thay đổi của chiếc VR Box phiên bản 2.0 này so với cả phiên bản 1. Nói chung mình vẫn đánh giá đây là một chiếc kính thực tế ảo giá tốt và để cho chúng ta trải nghiệm cái game VR. Ví dụ như các bạn không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào kính thực tế ảo của Samsung ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái kính này. Cái giá của nó rất là mềm, khoảng 249 hiện đang trên kệ ở Savonet thôi. Đó là một cái giá rất là bình dân và các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm những cái game thực tế ảo. Nếu các bạn không thích, các bạn có thể bỏ đi, số tiền các bạn bỏ ra cũng không phải lớn lắm. Về cái chất lượng thấu kính của nó thì ngay từ phiên bản 1 đã đánh giá rất là tốt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm thử xem video và chơi game trên cái kính này xem như thế nào nhá. Hôm nay thì mình định chơi game thôi, nhưng mà thôi mình quyết định là thưởng thức tí âm nhạc, xem MV xem như nào. Nghe đồ MV này hay lắm, nhạc hay. Bắt đầu. Ôi nhiều ấy. Ơ, mặc kiểu gì vậy? Sao mặc mũ quần tất ấy? Đây đâu ta? Ơ đủ, thêm nữa à? Đừng lao vào anh thế. Anh không nhiều sức thế đâu. Nghe điện thoại làm gì, nó có dây nối. À có mà, đùa. Thế hả? Nói không hiểu gì đâu nhưng mà ok. Sao? Em muốn gì? Chọc vào mắt bố mày, con điên này. Va vẩn. Quần mặc kiểu gì kia? Sao lại đi tất lúc giày cao gót này? Thôi thảm họa này chúng ta không thuộc với nhau rồi. Tạm biệt các em.